xong và mọi người có món quà tặng mẹ nè. Ông ngoại chúc con Như mau lành bệnh, khỏe mạnh. Không gài ngoại không đó nè, hay không biết. Rồi thôi anh đến đây ăn cơm mà nghe Quỳnh Như bị bệnh, anh cũng chúc cho Quỳnh Như mau phục hồi sức khỏe lại để lo cho tụi anh ăn cơm nữa hàng ngày để sống qua ngày. Như ơi, cô Lan nè Như ơi. Mà Như gán khỏe lại ra cô Lan chúc Như khỏe mau mau hết bệnh nha, đặng hoạt động từ thiện mạnh mạnh lên nha Như ơi. Là cầu mong cái trời Phật phù hộ cho em Như bình an để mau có nhiều sức khỏe để quay lại phục vụ bà con. Và anh tin là em sẽ mau khỏe thôi Như ơi. Ok, khỏe nha. Như thế này đi. Bây giờ Như đã bệnh nhưng mà chú á thì không có đến đây ăn cơm nhưng mà không có đến thăm được. Thôi bây giờ chú chúc Như mau lành bệnh, đó, được nhiều sức khỏe, chàng được nhiều cái làm cái từ thiện nhiều hơn nữa. Chúc mẹ Như mau khỏe mạnh. Chúc cô Như thật nhiều sức khỏe để phục vụ cho bà con những bữa ăn. Em thì cũng muốn cô Như mau hết bệnh để mà làm này để ủng hộ bà con, giúp mọi người là được nhiều thêm chút. Như ơi, mau về nghe Như, chúc Như mau khỏe mạnh, đừng về với bếp ăn, về với mọi người nghe Như. Chứ chúc cho con Như nghe, mau mạnh khỏe nghe, đừng về làm gán, làm từ thiện với người ta nghe con Như. Đức Phật thường nói, cái thân, con người có thân á, phải có bệnh. Thì, nói chung ra đó là con người á, thì sinh ra trong cõi đời là định lực đương nhiên, sanh lão bệnh tử, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà những cái người á, hay làm việc thiện, hay làm những việc phước đức, thì trồng bông kiển trong kia hưởng nấy, có nghĩa là mặc dù thì ai cũng phải bệnh, nhưng mà cái bệnh của mày người làm phải á, tức là có Đức Phật che chở, và sẽ mọi việc đều suôn sẻ. Thì mong rằng hàng ngày Như làm những việc lành thì tất nhiên là Như sẽ hưởng phước. Thì ông cũng cầu mong á, ở trên chư Phật mười phương gia hộ cho Quỳnh Như được mau khỏe, mau mạnh để về làm việc xã hội, để giúp đời. Vì vậy để cho mình tạo phước đức nhiều thì càng tuổi thọ mình càng tăng hơn. Thì chúc Như vui vẻ, phấn đấu, những việc gì cũng vượt qua, và muôn việc lành sẽ hướng về Như. Chúc con lần nữa mau hết bệnh, vui vẻ để làm nhiều việc thiện nữa.